thịt về cá viên chiên nha các bạn. Làm ăn cá viên chiên, xúc xích chiên, bò viên đồ cho mấy đứa cháu nó ăn nha các bạn. Rồi chia sẻ video cho các bạn với cả nhà cùng xem. Sẽ làm nóng chảo mình chiên cá viên chiên, bò viên với xúc xích nha các bạn ơi. Chảo nóng mình bỏ dầu nha các bạn. Nó lại. Xin chào cả nhà. Đưa tay đồ chào. Xin. Mình bỏ cá viên chiên rồi cho mình chiên nha các bạn ơi. Rồi chạy vô luôn rồi. Rồi cho ấy cho mấy nhỏ ăn. Hấp dẫn không cả nhà? Còn heo chứ có ai. Chết chín đó các bạn. Con giống.
Đây, mời cả nhà ăn cá viên chiên với gia đình mình nha. Nè, mấy đứa mời cả nhà ăn nè. Thôi, xin chào mọi nhà. Trời ăn đi. Ủa, không có đem gì ra ấy chứ hả? Tâm á? Tâm về chứ hả? Có nước ngọt luôn trời, sướng với trời. Này ăn ngoài giữa ruộng luôn các bạn ơi. Rồi, vô đi. Vô nước ngọt nè. Mời cả nhà uống nước ngọt với gia đình mình nha. Rồi ăn đi mấy đứa. Dạ. Ăn đi. Ăn gì vậy luôn. Để mời cả nhà ăn cá viên chiên, bò viên với xúc xích với mình nha. Ngon không? Ngon. Hết mình đi. Hút ăn mạnh mạnh vô đó. Làm gì mất cỡ được. Có gì đâu mất cỡ. Ta cũng như mình cũng như người ta, có gì đâu mất cỡ. Đúng không? Hôm nay lên TV làm mới tiếng. Âm mà cũng mất cỡ đó. Ê con. Vô ăn heo. Ơi chỗ này. Ừ. Lấy cho em ăn con. Heo. Nóng. Nóng không? Nóng. Ừ, rửa tay, rửa tay. Rửa cái tay rửa thôi. Đây mời các bạn ăn với mình cục cá viên nha. À, cháy ớt. Nó mùi ớt. Rice is ready to pair. Vô mấy đứa cụng ly cái nào. Trời vô đúng không? Rồi, video mình chia sẻ với các bạn đến đây mình cũng xin kết thúc video nha các nhà. Nếu các nhà thấy video hay ý nghĩa cho mình một like và đăng ký kênh mình chia sẻ nha các nhà. Xin chào tạm biệt các nhà.